Hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của chị Z. No man, no man, no man, no man, no man, no man, no man. Oh, but I add her so slowly. But each day as I walk through the sea, she just walk right in front of me. Sách thánh à? Cho thử Amelie xem, Amelie đá sách thánh ngon không em? Tưởng cho Vio rát thôi nhưng mà thử nghiệm một tí không chết ai. Hayate, Hayate thì nó lại ngon quá nhỉ. Hayate đi. Thọt tí, không roll một tí nhá. Chấp roll một tí đi. Tại hai tay ngon quá. Chơi girl from a banana go fucking in when she walks her lấy nha xin con này cứ xin nha. Oh but I ask her so slowly. Oh but I never but each day as I walk through the sea of joy. Chơi này thôi. Ổn quá anh em ơi, chắc đang hơi ổn ổn. Hôm nay trời Hà Nội nó cứ sao ấy, lạnh lạnh. Ổn này ơi, nhưng mà vẫn phải làm vít xong rồi vẫn phải cày tốp điêu thuyền, trời ơi, cày tốp điêu thuyền nữa. Sách thánh ở điểm mình không ưu tiên đánh Yon lắm đâu. Đang lấy Chrissy kia rồi lấy thôi nhưng mà Chrissy tầm này chưa quan trọng lắm. À, chút nữa nhé. Hai con này không quan trọng lắm này. Bán hết đi thì mình lên 5 tướng luôn được em. Lên sớm đi thêm một tỷ lệ roll ra tướng ngon ngon. Lo. Amelie được, Amelie cũng cứng. Oh, ngon ghê. Mười điểm chất lượng cao. Vera và con này phải tạm đi. Chắc các bạn ấy nào. Ngoài cả thương cả, tuyệt vời luôn. Amelie đứng đây luôn. Anh cho thằng anh. But I ask her so slowly. Xin cho phát này bạn ơi. Kết vẫn giữ chuỗi thắng được ngon này. Oh, choi luôn. Sách thánh cũng choi anh em ơi.
chất lượng cao đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy. Floor gánh gánh góc bên này, hai tên gánh góc bên này, phân bổ công việc thế em, phân bổ công việc một chút, ấm hoang được nhỉ, hoang một tí đi, rác này lên đây. Trông phải không ai làm phản nhỉ. Lúc này này chắc bỏ được rồi nhỉ, này chắc chắn đánh thú rồi này, này bỏ được rồi. Rat thì lên Rat 2 được thì ngon. Xiên một phát. Không xiên được phát nào. À thế gánh quá. Tiên cũng có sự giúp ích của ám hoàng các thứ nhưng mà AT gánh. Ơ con thú, ê quên nhá. Hoàng hơi hơi quên lấy tướng một tí. Bốn thú rồi nè. Không chuộng con Bandu mày lắm đấy này. Ám hỏa vẫn ngon hơn nhỉ. Thôi để một chút nữa đi. Chờ hai cái này lên 2 nữa xong rồi mình sẽ có thêm slot để tướng nhá. Trách thương. May có thương tả tuyệt vời luôn. I ask her so slowly. Not each day as I walk through the sea. She walks right in front of me. Amelie được hưởng ké cái đam của con HAT, khỏe quá. Thưởng sái đam con HAT. HAT bắn yếu mà xuống nó đá thôi, hay quá. Slot 2 luôn đi, thêm một slot nữa. Thêm con Quinlan nắm hoàng cũng được. Mình muốn bán Quinlan đi, thôi Vera đi, floor đi. Con này đến đây đi. Thấp nữa đi. AT cân 2 được không bạn ơi? Cân 2 hộ tôi với bạn ơi. Cần được rồi, con này cầm cái ai cái gì ghê quá. Mất chuỗi thắng rồi. Cái ai không? Xem đủ. Không cái ai. Sao đấy châu nhỉ? Em có cách nào lý giải được tại sao đấy châu thế? Mấy kháng con này, floor thêm một con nữa này. Factor Fly dọc. Dọc thì không ok lắm với đội hình tướng dạng này. đồ gì đó. I got her so. Cho xử nó Amelie đi. Cho nó cứng anh em ơi. Thử một tí Amelie sức mạnh của nó em. Tin tưởng nó một tí đúng không? Ừ, đang thêm con đứng dưới đi. Nó ý tưởng đứng dưới. Đang lọ không cần thiết lắm. Shall I compare thee to a summer's day? So slowly. The fragrance of romance is truly intoxicating. Ui, nào mình đi chống chiến đấy anh em ơi. Mình phải đánh nhiều máu cho nó đá. Đá
ra cái gì đây, cho nó mấy cái đồ này đá ông ra gì đây. Hay phết anh em ơi, cầm máu đồ game. Ghê, cho quỳ lẹ được, quỳ lẹ thôi. Floor xiên. Không cần cho floor đâu, cho quỳ lẹ nó cho đứng dưới là được. Thậm chí thế này, trông này trông hơi đần thì nhưng mà không sao. Shall I compare thee to a summer's day? Ai có thương nữa này, check phát nhé. Ngoài có thương mình mừng rỡ phết này, quá mừng rỡ luôn. Hindu 3 cũng hơi rẻ nên xui. Ui, thằng trưởng đau thế, đấm nó phát anh em. À, này trâu quá, nào xử Hindu 3 này không bạn ơi. Trông nó lực điền quá anh em ơi. Gì vậy? Sanh phạm 4 à đâu, 2 pháp sư, 2 bán thần, 2 con lau. Này chi phí cầm máu cao thật. À, chi phí cầm máu cho bạn ấy cao thật. Trời ơi, 1, 2, 3 lên luôn không? Mà cũng không có chữ thắng. Pha sau bài này bỏ ám hoàng nhé. Tay thú vào dần. Maloc á, hai đồ kia nó cũng đủ để nhảy rồi. Trên Maloc Hayate 5 con thú à? Cũng kỳ kỳ. Giữ floor lại một chút nhé. Bán mấy con ám hoàng rồi, con Noma này thôi. Đốt pha. Pha này pha nữa được thì càng tốt. Nhưng mà thôi, tốn chỗ anh em, chúng ta cần đến chỗ, chúng ta cần phải đẩy con này lên cái chỗ. To xiên đôi này. To này xiên đôi tiếp. Ui máu ghê nhỉ. Máu kích thế nhỉ. Lo xiên, lo xiên. Ui ôi. Đam ở đâu ra, đam ở Abili ra rồi. Ui rồi nhảy ma chết, khó liềm. Ui quá là Abili này. Ấm hoa này thôi nhé. Oh, but I ask her so slowly. Shall I compare thee to a summer's day? Biết nó phải đắp kiểu gì nha, tôi cứ thật sự luôn ý, trời ơi. Sống thật là không giống cuộc đời anh em ạ. Trận này thua cũng hơi tiếc này. Khả năng dễ là thua rồi anh em. Bỏ con Vera này hơi tiếc thôi, bỏ. Bỏ một trận thơ thấy con Quy không, không đấy. Ơi, cuộc sống nó không giống với cuộc đời các bạn ơi. Ôi giời ơi, ôi giời. Chơi cái này đi, không ai có thương. À không ai có thương thì mình đẩy góc được nhỉ. Đẩy góc đầy đầy chuột góc này. Nó đẩy vào giữa, AT chắc không cần đâu nhỉ. Đây là 2 turret. 2 AT không cần, floor không cần nữa này. Thêm một con thên vào cũng ngon. Thêm con thên lại thọt một tí vàng anh em ơi. Bán này đi, được, bán đi. Nó có Maloc 2 phát, chơi nhỉ. Có Maloc. Ai giời ơi, không cố ý nhưng mà rất cố tình. Các bạn ơi, đẩy con Nakot ra nhé. Cho con Vera gánh nhé. Hai con này thì chết từ góc xó này thôi. Chưa nhiều Nakot lắm nhỉ. Chưa nhiều Nakot lắm nhỉ. Không có một con Nakot ở đây, mình sẽ đẩy con Nakot đấy chui ra góc kia. Không có gì anh em ơi, không có gì, không gì cản bước được. Bốn thua được rồi. Thay này, cho thay này.
lại đi bộ này. Đấy. Teo ngon hơn anh em ơi. Cây này không có đồ dễ chết. Thánh đồ nhỉ, thích nhỉ. Những thánh đồ thích thế. Hai con này khó chết nhỉ, mà là mình đẩy hai con thú này lên đi. Ăn thú này mình chết sớm hơn. Oh. But I ask her so slowly. À, quên mình chưa cho quét mà còn. But each day as I walk through the sea. Thế thì mình lấy một con thên. Hoặc là mình lấy con teo với con Chrissy thôi. Teo còn 7 con, thên còn 9 con. Một thêm đi. Này luôn. Nhưng mà có cái Malok 2 phát rồi mình mới dám chơi nha mọi người. Thêm Malok 2 được không? Con này lùi lại một tí đi. Con này đẩy vào cho con Crest này đỉnh góc. Con này hơi xa nhưng mà không sao. Không truy hồn à? Hai này khó giết vậy. Truy hồn của đấy em. Đây rồi, ok. Tín rồi, lên thôi. Vội gì nữa. Bây giờ mấy cái này để lên trên chút cho nó chết bớt. Nacot thì con này ở đây, con này, đây. Đứng này được rồi. Con này ở trên đi. Thấp hơn. Vẫn đẩy này hơn, nghĩ là đang tầm này nhiều Nacot rồi. Có ít Nacot nhỉ, đẩy hết đi. Không có thương đúng không? Đẩy hai góc à? Này đi. Hơi ít Nacot này em ơi, nhưng mà cũng không sợ lắm. Ủi bom. Hai con bóng cát mình cầm là hai. Tác dụng của anh em lên ui kinh nhờ, Dan Snow đánh máu nhờ, lên 9 rồi, lên thêm 2 rồi. Có lỗi với các bạn ấy quá mà không biết làm sao. Có lỗi với các bạn ấy quá. Nacot 2 này. Con Nacot 2 sẽ chui vào con Crest này. Butterfly à. Đang không sao đâu. Chết con Vera cũng không sao mà anh em. Dan Snow còn đang gặp bọn mình quả này đi không. Yon xấy vào giữa này. Mấy con thú này. Con cát nhảy xuống đáy này. Ôi dồi ôi. Dan Snow này khả năng đi rồi anh em ơi. Ngoài chứa Dan Snow này này. Đến thế bạn ấy gặp mình. Chưa đi mày thế. Mày nhá. Thì có lỗi với bạn ấy quá. 50.000 đam mỗi con thôi mà. Đỉnh nhiều nhát đâu. Oh, IS. Ơ con Chrissy đâu nhỉ, mình chưa có Chrissy. Con teo thì khả năng mình sẽ. Trận này không có thương lắm nên con teo mình sẽ căn góc để con để con teo mình choáng được những cái con quan trọng của bên kia thôi. Thê này cát thì mỗi mình có 3 con trên 4. Game ơi Nói cho Malok ở giữa đi. Con quét ra ngoài. Malok ở giữa mà nó đi bộ dần dần lên là phù.
tall and tan and young girl with girl from a banana walking in. Then she passed her eye and passed her time away. Oh, but I asked her so slowly now. Door to another justice good man needs không sợ bạn này lắm nhỉ. Con cát thì có cho nó cho đứng trên được không sao, sợ gặp mấy con yon đứng góc đấy thôi, nhưng mà bạn chẳng không gặp. Mà lúc đứng giữa nhảy nó sẽ lực hơn một chút, lực điền hơn một chút. Về ra thì cũng cần được hết đấy. Về ra mà cắt còn cắt thì không nói gì mà. Về ra cũng cần nhiều đam phết, nhưng mà Malok không nhảy được nhiều. Nhưng mà Malok có cho vào giữa mình cảm giác nó bốc hơi nhanh hơn nhỉ? Còn sang góc bên kia cũng được, không cần vào giữa lắm. Hai con đi hai bên đi. Còn vào giữa nhảy một phát bốc hơi liền này. Ok chưa anh em? Trông hơi đần đi thôi, nhưng mà không đần đâu. Lily không cần lắm nhỉ? Cần con Chrissy hơn. Thêm một tướng mình cũng thêm con Teo. Thêm lúc này. Dí con thêm liền anh em ơi. Nhảy phát khỏi bộ à, bộ một phát không, bộ một phát thứ hai đâu bạn ơi. Ui kìa, ok John ăn choáng ngồi máy thế vẫn sống. Thôi đã Snow đi. Oh, but I ask her so slowly. Không, trận này tướng mình khỏe thật, chả hiểu sao. Cái này xong bãi bãi đỡ. Khó thật sự đấy. Ông cát con này có cho ai đây? Cho cho quỷ à? Ok bạn cho bạn cho quỷ đi. Na cờ rốt à? Ê, quỷ này. Cho con cát đứng giữa được. Thôi hơi liều, cho con cát đứng đây đi. Ai nha. Và đến teo mình chưa QC, mình mới thua bạn ấy khoảng choáng. Sao mà QC sẽ khác em. Oh, but I ask her so slowly. Nào các bạn ấy đi rồi, chắc ván sau ván cuối em. Kịp lên gì ba rồi. Buồn ghê ha. Ai sợi ơi, không kịp lên con gì ba rồi. Thêm không chơi game này. Sao ăn choáng nhỉ? Sao con cát mình ăn choáng nhỉ? Ai choáng bạn ấy vậy? Bạn này lợi với mình hát ám. Truy hồn nhỉ? Kiếm truy hồn nhỉ? Chắc chắc là bàn cuối. Con ấy đâu nhỉ? VC đâu nhỉ?
Đấy mình bắt ok phết chứ bắt Ona Cop bạn đấy nhá. Con cát cũng con cát nhảy được nhá. Để con cát nhỉ, con cát bên kia có đồ gì? Con cát và Choi mình không dám đẩy. Ma lốc xuống kia khả năng hơi ấy, khả năng mình sẽ để ma lốc ở giữa. Crest xuống đáy bên kia. Đẩy Crest xuống. Ma lốc xuống kia nó không nhảy được anh em ơi. Để bị con cát choáng. Và mình cho nó Choi, nên mình thêm một cái Choi được con. Có Choi. Rishi đâu nhỉ? Ê, tay ơi là tay ơi, dùng cái não đi, à, dùng cái tay đi. Dùng cái tay đi các bạn ơi. Ba liềm à? Cần Nacot là ba bắt con Nacot rồi. Con cát vẫn nhảy được, cản con thên, à thên có cho rồi anh em ơi. Khét lẹt đấy. Theo con tìm một phát đẹp nè. Ô chết đó bạn ấy đi rồi, ơi, không kịp, không kịp. Đừng. Chết rồi. Ê, bình tĩnh. Kịp ma lốc 3 rồi. Trời ơi. Ê hôi em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh thích clip trên thì like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Tiếc thế ma lốc 3 của mình.